Xin chào quý các bạn, trên tay mình là Nokia C20 đang được sửa chữa thay mới tại di động cao cấp chấm Nhân đây thì mình làm một video ngắn giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia C20 hay có tên gọi khác là TA1352 <laughs> Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Nokia C20 Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 Di động cao cấp chấm có đầy đủ tất cả linh kiện trên điện thoại Nokia 1 C20 phụ quá trình thay mới sửa chữa bị các bạn khi cần các lỗi sự cố cơ bản liên quan phần cứng trên điện thoại Nokia C20 như hỏng màn hình hỏng pin hỏng men loa mít dung chuông chân sạc vỏ máy khay sim tất cả tật các lỗi sự cố liên quan phần cứng trên điện thoại Nokia C20 vì các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 chúng tôi có đầy đủ tất cả các linh kiện phụ quá trình thay mới sửa chữa bị các bạn khi cần riêng đối với các cái lỗi sự cố liên quan phần mềm trên điện thoại Nokia C20 như treo logo, mất bút, mất email không WhatsApp và like, có tài khoản, tài khoản Google quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 chúng tôi cũng, cũng có đầy đủ tất cả các file chạy, phích lỗi nhanh, chính xác vì các bạn những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn cần tư vấn sửa chữa Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123 di động cao cấp vn tự hào đơn vị cung cấp tất cả các linh kiện phụ quá trình sửa chữa full ban bệnh trên điện thoại Nokia C20 các bạn có thể để ý đấy đây là bảng main mình đã tháo rời ra để các bạn thể hình dung được cơ bản phần cứng bên trong của điện thoại Nokia C20 đây là camera này <laughs> loa trong này khay sim của máy này chân pin này thiết kế nó rất là đơn giản mạch lạc đúng cái tiêu chuẩn của Nokia phần loa ngoài phía dưới đôi máy để tư vấn rõ hơn cụ thể hơn các cái lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm <laughs> sửa chữa các lỗi sự cố liên quan phần cứng phần mềm trên điện thoại Nokia C20 quý các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 ba. kỹ thuật viên tại di động cao cấp vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn xin cảm ơn vị bạn đã xem video tại di động cao cấp vn địa chỉ cấp linh phụ kiện của điện thoại Nokia C20, địa chỉ nhận sửa chữa điện thoại Nokia C20 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn.